đủ. Phiền quá. Chào anh chị ạ. Em ra, điện thoại pin sạc cho anh cái. Vâng, đây để em sạc hộ cho. Hôm nay anh được mẹ anh cho 200.000. Thế mà anh chỉ nấu bữa cơm hết có 5.000 thôi. Đấy, siêu nha. Thế bây giờ anh có 195.000 để mua đồ à, hà. Anh chị cần mua gì không ạ? Anh mua con loa ở phía đằng sau ấy ạ. À vâng. Đây, con loa Fender của anh đã. Ôi đẹp ấy. Vâng. Ôi, đẹp. Ôi, cái con màu đỏ cái kia anh kìa. Em thấy nó cũng đẹp ấy. Đỏ ạ, đây đây, đỏ đây chị ơi. Đỏ đây, chị thấy đẹp không ạ? Con này á, em thích con này à? Ôi, đẹp nhở. Ôi, đẹp thế. Anh ơi, nhưng mà bây giờ em không mang tiền ấy. Em mặc cái này, con này em thích lắm. Thích cục ấy. Thích cục á? Em ơi, đẹp nhở. Ui, không mang tiền đơn giản, việc này anh lo được. Thật á? Anh lo được không? Ừ, chuyện này nó dễ mà, để anh ra cho anh giả hàng. Sao lại? Ôi, lấy con này thôi là được rồi, đi về. Ê, bà hay bà chị rách việc phải không?